Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Và hôm nay em Lợi xin giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Mitsubishi Triton sản xuất năm 2017, số sàn hai cầu máy dầu, xe màu xám lông chuột khá là đẹp, xe nhập nguyên chiếc Thái Lan, em vừa mới nhập về và bên em đang còn rất nhiều xe bán tải để phục vụ quý anh chị. Và khẳng định với quý anh chị là bên em chỉ làm xe đẹp thôi. Địa chỉ cửa hàng bên em là địa chỉ 1019 đường Cũ Lộ 6, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Và bên em Lợi cũng chuyên thu mua cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên là cái dòng xe đẹp. Và quý anh chị nào mà có nhu cầu mua bán, trao đổi xe, ủng hộ em Lợi qua số điện thoại 0986265090. Quý anh chị nào mà đang xem video thì cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, chia sẻ. Các bác ủng hộ kênh em Lợi và các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Đây là chiếc Triton sản xuất 2017, số sàn hai cầu máy dầu. Xe thì bên em khẳng định cam kết với quý anh chị là không đâm xô biến dạng ô tô, vỏ kính vỏ đèn. Máy số là không bị ngập nước, nguyên zin, chưa làm lại hơi. Quý anh chị đến phát hiện ra đâm xô ngập nước, bên em bồi thường quý anh chị 50 triệu tiền đi lại. Và bên em khẳng định cam kết bằng văn bản với quý anh chị. Xe này thì bên em có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng, lên đến 6-70% giá trị của xe. Đây là toàn bộ đèn pha của chiếc xe và mặt ca lăng, đèn gầm đều là xịn sò và bốn kính của chiếc xe cánh cửa đều là zin 100%. Em đã kiểm tra và khẳng định về cái dàn lốp của chiếc xe thì khá là dày đây. Lốp xe cực kỳ dày và quý anh chị về yên tâm. Bên em vừa lấy về và sau ngày hôm nay bên em cho vệ sinh và tỉ lại một số điểm sơn sức sát, thay dầu, thay lọc dầu và bảo dưỡng lại 4 má phanh cho quý anh chị về sẵn đi thôi. Nên là quý anh chị đến với cửa hàng bên em thì yên tâm về chất lượng xe đã qua kiểm tra và khẳng định, cam kết văn bản nếu sai bồi thường bằng tiền mặt cho quý anh chị. Với chiếc Triton phiên bản số sàn máy dầu hai cầu này thì la răng nó là la răng mau và la răng đúc. Nó giống như có bản tự động Mi-Mec. Và máy con này cũng dùng máy động cơ Mi-Mec nên là công nghệ mới, đi rất là êm và tiết kiệm dầu. Về các cái phần sassi của chiếc xe đây thì cơ bản là không có dấu hiệu bị han gì. Và từ đầu sassi đến cuối sassi thì bên em kiểm tra không cắt nối và không bị hàn thay thế. Nên là tuyệt nhiên quý anh chị không phải lo về chiếc xe đâm chỗ tai nạn ở đây. Về phần nội thất bên trong của chiếc xe thì nội thất được trang bị ghế da khá là đẹp và toàn bộ tắp bi bóng khí đây. Em quay sơ bộ và hôm sau em review cụ thể cho quý anh chị. Đây là toàn bộ vô lăng của chiếc xe, nó khá là mới và đẹp. Xe còn hai chìa khóa đầy đủ hết, bóng khí này là tuyệt đối không có đâm xô và nguyên bản từ đầu. Xe sử dụng động cơ số sàn hai cầu máy dầu, đi khá là tiết kiệm. Toàn bộ các cái ốc cột và tem mác của các phần cột là nguyên bản hết từ đầu. Và thông số của các kính của chiếc xe thì đều là có năm sản xuất 2017 và toàn bộ đều là có zin của hãng Mitsubishi. Với chiếc Triton 2017 này thì sau 4 năm sử dụng, Oreo của chiếc xe là 5 vạn nên là quý anh chị yên tâm. Máy rất chi là chất và không đâm xô gì. Toàn bộ những gì em quảng cáo và khẳng định với quý anh chị là mang đến cho quý anh chị những chiếc xe đẹp. Đây là toàn bộ tay nắm mở cửa của chiếc xe. Và thông số kính thì đều là 2017 hết đây quý anh chị này. Và bác chủ trước đều dán kính 3M chống ánh nắng.
và toàn bộ các cái phần chỉ của cánh cửa đây 100% là chỉ zin, ốc khóa này chưa dấu hiệu bị tháo lắp, từ các cái đường gân của các cái lòng trong này sơn zin hết toàn bộ, khóa bản lề chưa tháo lắp và hàng ghế phía sau thì cực kỳ mới và đẹp, trần nỉ nguyên bản và được bác chủ trước bọc thêm trần ni lông khá là đẹp. Đây là hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe và 100% là nguyên bản quý anh chị nhé. Từ các cái ốc khóa bản lề này, sơn đánh dấu và ốc chưa có dấu hiệu bị thao lắp. Đấy, nên là toàn bộ bậc lên xuống này và đường gân cột các thứ là nguyên bản. Đây, toàn bộ chỉ của cánh cửa. Thông số kính thì đều là 2017 cả 4 cánh. Tem mác của nhà máy này còn nguyên zin. Nên là ốc khóa bản lề, khóa tai chưa có dấu hiệu tháo lắp. Nút chỉnh gương. Toàn bộ bàn đạp phanh ga này khá là mới và đẹp. Và đây là cái vô lăng của chiếc xe. Cực kỳ dày và nguyên bản. Ốc cột, tem mác cột đầy nguyên đầy đủ hết quý anh chị ạ. Một chiếc xe đẹp, không đâm xô, chi tông 2017, số sàn 2 cầu. Anh chị em nào nhanh tay liên hệ đến em Lợi qua số điện thoại 0986265090. Đây là toàn bộ phần đầu và phần máy của chiếc xe. Về phần đầu và phần máy của chiếc xe thì toàn bộ ốc tai là nguyên zin. Máy khá là khô ráo và sạch sẽ, khẳng định với quý anh chị là máy cực kỳ đẹp. Máy nguyên bản, sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên đẹp. Và các cái phần ốc cam, dàn quà đây, chưa dấu hiệu tháo lắp thì tuyệt nhiên là không bị gập nước rồi quý anh chị ơi. Hộp số này, sơn ghét còn zin hết từ đầu. Máy khá chất và sáng. Vâng. Đây là toàn bộ tiếng động cơ đang hoạt động đây, chạy khá là êm. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa qua giới thiệu đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Mitsubishi Chitong sản xuất 2017, vô lăng 4 chấu rồi. Và toàn bộ chiếc xe thì khá là đẹp và hoàn hảo. Khẳng định cam kết với quý anh chị một lần nữa là không đâm xô, biến dạng ô tô vỏ kính và đen. Máy số là không ngập nước, nguyên zin. Quý anh chị đến mà phát hiện ra bên em bồi thường 50 triệu tiền đi lại. Và quý anh chị nào mà có nhu cầu bán xe, trao đổi xe ô tô đã qua sử dụng, liên hệ em Lợi qua số điện thoại 0986265090. Bên em chuyên thu mua cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng và ưu tiên là cái dòng xe đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.